một giòn lỗ, hai lỗ giòn, ba giòn lỗ, bốn lỗ giòn, ba giòn đi một. Kính thưa tất cả quý vị, là chương trình của tôi là không có cái câu vừa rồi đâu ạ. Rồi, xin mời anh chàng đẹp trai ạ. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 giọt lỗ, 2 lỗ giọt, 3 giọt lỗ, 4 lỗ giọt, 5 giọt lỗ, 6 lỗ giọt, bạn giọt đi. 1 giọt lỗ, 2 lỗ giọt, 3 giọt lỗ, 4 lỗ giọt, 5 giọt lỗ, 6 lỗ giọt, 7 giọt lỗ, 8 lỗ giọt, 9 lỗ giọt, 9 lỗ giọt. Anh này đến 9 là cái gì rô đấy ạ? À? Rồi anh chị là phải nhún nhảy theo MC đúng không ạ? Rồi, rồi xin mời bạn ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bạn tên là gì ạ? À? Bạn đến từ đâu? Dạ, em tên Hoa, đến từ Việt. À, đến được rồi. 1 giọt lỗ, 2 lỗ giọt, bạn giọt đi. 1 giọt lỗ, 2 lỗ giọt, 3 giọt lỗ, 4 giọt lỗ. Ơi, bạn này đến thứ 8 là gì ạ? À? Chương trình của tôi là không có câu đấy đâu ạ. À. Rồi, xin mời anh chàng đẹp trai ạ. À. 1 giọt lỗ, 2 lỗ giọt, 3 giọt lỗ, 4 lỗ giọt, 5 giọt lỗ, 6 lỗ giọt, bạn giọt đi. 1 giọt lỗ, 2 lỗ giọt, 3 giọt lỗ, 4 lỗ giọt, 5 giọt lỗ, 6 lỗ giọt, 7 giọt lỗ, 8 lỗ giọt, 9 giọt lỗ, 10 lỗ giọt, 11 giọt lỗ, 12 lỗ giọt, 13 giọt lỗ, 14 lỗ giọt. Quá tuyệt vời đúng không ạ? À? Rồi, chúc mừng ạ. À. Có thêm ba anh chị này dồn sai rồi thì đi về đi, còn đứng đây làm gì ạ? À? Đúng rồi, rồi xin mời bạn ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 dồn lỗ, 2 lỗ dồn, 3 dồn lỗ, 4 lỗ dồn, 5 dồn lỗ, 6 lỗ dồn, bạn dồn đi. 1 lỗ lại. Cho bạn cơ hội tiếp theo đúng không ạ? 1 dồn lỗ, 2 lỗ dồn, bạn dồn đi. Rồi bạn không nói nhanh, bạn nói chậm nữa. 1 giọt lỗ, 2 lỗ giọt. Rồi xin mời bạn ạ. 1, 2, 3, 4, bạn giọt đi. Rồi không nói được, xin mời bạn về chỗ ạ. Rồi xin mời bạn nữa. 1 giọt lỗ, 2 lỗ giọt, 3 giọt lỗ, 4 lỗ giọt, bạn giọt đi. 1 giọt lỗ, 2 lỗ giọt, 3 giọt lỗ, 4 lỗ giọt. Người yêu của bạn nào đây? Ôi trời ơi. Rồi không sao không sao. Rồi xin mời bạn ạ. Rồi xin mời anh ạ. Anh chàng đẹp trai ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 giọt lỗ, 2 lỗ giọt, bạn giọt đi. 1 giọt lỗ, 2 lỗ giọt, 3 giọt lỗ, 4 lỗ giọt, 5 giọt lỗ, 6 lỗ giọt, 7 giọt lỗ, 8 lỗ giọt, 9 giọt lỗ, 10 lỗ giọt. Anh em vỗ tay chúc mừng, quá tuyệt vời. Rồi xin mời bạn nào biết đến bạn ạ. 1 giọt lỗ, 2 lỗ giọt, 3 giọt lỗ. Anh em ở Phú Thọ đúng không ạ? Ê ôi tôi. Rồi xin mời anh chàng đi ạ. 1, 2, 3, 4, 1 giọt lỗ, 2 lỗ giọt, bạn giọt đi. Em lại gọi hả? Nhớ là phải đầu tiên ạ, giọt theo thì em xin giận hắn đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 1 giọt lỗ, 2 lỗ giọt, 3 giọt lỗ, 4 lỗ giọt, 5 giọt lỗ, 6 lỗ giọt, 7 giọt lỗ, 8 lỗ giọt, bạn giọt đi. Em có chưa nghe rõ ạ? Vẫn chưa nghe rõ ạ, xin mời bạn về chỗ đi ạ. 10 người rồi bây giờ vẫn chưa nghe rõ, bạn có dồn được không ạ? Không dồn được thì bạn về chỗ ạ. 1, 2, 3, 4, 1, dồn lốp bạn dồn đi. 1 dồn lỗ, 2 lỗ dồn, 4 lỗ, 4 lỗ. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều, xin mời bạn về chỗ ạ. Và xin mời hai anh sẽ trở lên sân khấu ạ. Xin mời bạn là thư ký của câu lạc bộ club thì sau đó sẽ lên dành tặng cho anh một tràng hóa tay và lớn ạ. Và dành tặng cho anh em này được. Dành tặng cho anh em những mời bạn đặc biệt được không ạ? Rồi xin mời vị đại diện của anh em club thì sau đó xin mời ạ. Xin mời bạn thư ký đâu ạ? Hộ tôi hai phần quà được không ạ?